Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Nam Dương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các hội đoàn thể tổ chức phiên chợ nghĩa tình nhằm san sẻ với các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Phiên chợ hỗ trợ 400 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho các đối tượng là hộ gia đình, lực lượng phòng chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tổng kinh phí là 100 triệu đồng được phường Nam Dương kêu gọi vận động từ các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương ủng hộ. Phiên chợ có 7 gian hàng gồm nhiều lương thực, nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Người dân được thoải mái lựa chọn, đồng thời đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, phiên chợ còn nhằm tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.